ba rồi. Nói ăn nào không chọn đi. Mì xào ốc móng tay với lại sò đẹp. Sò đẹp phô mai. Hai làm hai ba dĩa. Hai dĩa đi. Hai dĩa sò đẹp phô mai. Rồi, rồi cái gì nữa thế nào? Kêu hai thứ rồi. Kêu mì xào ốc móng tay với lại hai cái sò đẹp phô mai. Chắc hai phần mì đi cũng đông mà. Hai mì, hai đẹp hành, phô mai. Phô mai là mấy đứa, cái đó là mấy đứa em bé ăn không á? Mấy đứa cay nha chị ơi. Hôm nay mình trở lại quán Hào ơi, mình có dẫn hai đứa cháu ngoại mình đi nha các bạn. Xào gì ốc con tay xào mì á hả? Để mấy đứa nhỏ nó vô nữa là nó kêu nữa. Sẽ mai cho rồi nha. Hai 20 hào. Rồi gì nữa? Ốc hương xào tỏi, hai dĩa hai thôi đó. Tỏi. Này là ốc bù. Cái này đang nướng nè. Ngon ghê không? Đó, này là tiệp, hào, tôm, nướng mỡ hành nha các bạn. Đã ghê không? Nửa hành với lại phô mai. Bên đây là mì xào bóng tay với lại ốc hương xào tỏi. Rắc đậu phộng lên nữa nha. Quay cái chảo mì xào con tà ngon quá. Nguyễn Âu Vlog. Hả? Nguyễn Âu Vlog. Đây cô đang làm món ốc móng tay. Ốc móng tay là lột sẵn hết nha các bạn. Đây có ốc bù, xà lông, càng rẻ, ốc mỡ, ốc hương, ốc bông, đồ dương. Ốc này kêu ốc gì quên rồi coi. Ốc này kêu ốc tỏi. Không phải hỏi chứ chưa. Này là ốc xào dừa. Nguyễn Âu Vlog. YouTube á. Cái này ốc cái gì, ốc len xào dừa phải không? Đủ món hết nha các bạn. Nguyễn Âu Vlog. Dạ. Có hào nướng mỡ hành nữa nha các bạn, hào nướng phô mai nữa nha các bạn. Cái này để ăn mì.
Bên kia cũng khách của quán này luôn nha, ăn một giải luôn. Ủa bữa nay tụi Phượng nó không đi hả? Đây có món rồi các bạn ơi, có món rồi các bạn. Ủa có này có kem đi nữa. Cậu Bảo, ôi ngon rồi, ăn rồi cái gì ăn rồi. Đây là đường Nguyễn Anh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn. Đường này xe cộ cũng khá đông nha các bạn. Cái quán Hào ơi này nằm trên đường Nguyễn Anh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn. Thành đoạn khu phố 7 nha các bạn. Ghé khu phố 7 nha.